Xin chào khán giả. Hiện giờ chúng tôi đang cách thị trấn trung tâm Tam Đảo khoảng 2 km. Hôm nay kênh sẽ làm clip để trải nghiệm đợt rét của năm nay, đợt rét kỷ lục trong 10 năm các bác ạ. Bây giờ mời các bác cùng kênh đi trải nghiệm từng điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của khu Tam Đảo các bác nhé, xem nhiệt độ từng nơi nó thế nào. Bây giờ mời các bác cùng đi. Hiện giờ tôi đang đứng ở sân chợ mới của thị trấn Tam Đảo các bạn nhé. Nhiệt độ bây giờ rất là lạnh. Nếu mà đo nhiệt độ bây giờ chỉ tầm cỡ 5 đến 6 độ thôi. 45 độ. Vâng. 45 độ. Rất là lạnh. Đây là cảnh nhìn từ trên chợ, sân chợ xuống. Cảnh mây này. Cảnh những khu phố bị mây phủ. Xa xa kia là khu khách sạn vừa được hoàn thành, khu khách sạn cao cấp nhé. Trời rất là âm u, hiện giờ là bây giờ là cũng ba phải đến 3:30 rồi anh nhỉ? 3:30 rồi mà trên này bắt đầu trời đã âm u rồi các bạn ạ. Không khí lạnh quá, nó bốc hơi đá nhiều đây, ngột ngột đây. Hơi đây là hơi đá chứ có phải là mây đâu, mưa đâu. Hơi đá bốc ạ. Hôm nay quay là cũng không phải là quay cảnh đẹp, vì cảnh đẹp là quay phải quay dưới nắng cơ. Chứ hôm nay là quay đi anh em đi trải nghiệm cái nhiệt độ lạnh của 10 năm nay mới có một cái đợt lạnh như thế này. Nên là cũng đi trải nghiệm và cũng để báo cho khán giả xem được cái nhiệt độ của cái vùng núi Tam Đảo. Đứng ở ngoài trời rất là lạnh. Nếu mà đứng như này lâu không chịu đâu. Lạnh lắm các bạn ạ. Càng ngày nó càng lạnh, như bản vừa xuống xe lúc nãy xong thì nhiệt độ nó còn ấm ấm. Nhưng bây giờ thì bắt đầu là nhiệt độ nó, gió nó về rồi. Rất chi là lạnh. Hơi đá nó bốc lên vâng. Quá lạnh. Thời tiết đã lạnh rồi lại có nước hơi đá nữa. Thời tiết rất là lạnh. Đây là khu chợ mới vừa được hoàn thành đợt tháng riêng vừa rồi. Nếu một quý khách nào mà chưa đi trong 1-2 năm nay thì cũng không biết cái khu chợ này. Chợ có một cái nhà kính ở tầng 2 và tầng 1 ở dưới. Nhà kính được mang cái dáng của tháp. Đẹp thật đấy. Đấy, đây là chiếc xe để cho khách hoặc giới trẻ đến chụp ảnh nhá. Đây, quay cho quý khách xem cái chợ mới làm xong rồi. Nhưng mà hôm nay nó không họp thì các bạn là nếu mà chợ này thì chỉ họp vào mùa hè hoặc là thứ bảy chủ nhật thôi. Rất đẹp, quay qua cho khán giả xem nhé. Đây là cầu thang xuống tầng 1 này. Sau này có kiosk này là bán tất dưới này. Bán ở tại tầng 1. Còn trên này chỉ khách uống cà phê và dừng chân thôi.
rộng so với chợ trước thì cũng ngang ngang thế các bác ạ. Về trên thị trấn Tam Đảo này cái quỹ đất của nó cũng không được rộng rãi lắm, cho nên là chợ như thế này thôi. Đấy, đây là tầng 2 nhé, xuống tầng 3 này, tầng 1 này. Chưa đi vào hoạt động cho nên là cũng chỉ quay qua qua cho các bác xem thôi. Các bác biết rằng là Tam Đảo có một cái chợ mới như vậy nữa. Ai mà chưa thấy lạnh và Tam Đảo lên đây thì mới biết được trải nghiệm thấy được lạnh như thế nào. Lạnh lắm các bạn, đứng ở ngoài trời mà gió như thế này thì không chịu được. Đi lên nhá. Trời rất là nhiều mây mù các bạn, u ám vô cùng. Khách người ta đi trải nghiệm thì cũng đông, nhưng mà bây giờ này lạnh quá đâm ra người ta cũng vào trong nhà nghỉ, nằm nghỉ hết. Chắc là phải chiều tối người ta mới ra ăn uống hoặc đi chơi. Hẹn gặp lại. Nhiệt độ nó thấp như thế này mình vận động ấy thì cũng vâng, thấy khỏe người. Bây giờ anh em là xuống khu trung tâm của thị trấn các bác nhé, xung quanh các nhà hàng khách sạn. Sao mai rồi? Rất đẹp các bạn. Mấy năm gần đây là khu Tam Đảo này được các nhà đầu tư nên phát triển mạnh, phát triển rất mạnh. Các nhà hàng đủ các loại cơm nấu nướng đặc sản, gà đồi rồi nè, cá tầm, cá hồi, cá suối đầy đủ hết các bác nhé. Tiếp tục khai thác xây dựng thêm mé thác Bạc kìa. Và tiếp tục phát triển tiếp nữa. Những khách sạn cao tầng quỹ đất ở trên này nó hẹp cho nên là làm toàn phải làm cao tầng hết, bắt buộc phải làm thế. Trải nghiệm rét cũng ít cho nên là các nhà hàng cũng thấy vắng khách lắm. Chủ yếu là nên làm cái clip này là để xem cái nhiệt độ hôm nay nó cái đợt rét mạnh như thế này nó trên Tam Đảo nhiệt độ nó là bao nhiêu hoặc là rét mức độ như thế nào. Đấy, mức độ để trải nghiệm thôi. Mức độ nó rét buốt như thế mà đây có mấy độ. Cháu ơi, hai chú ơi. Ừ. À quay cháu à.
quay được không? Quay được cái gì? Được. À thế à, đây là nhà hàng đây. Anh chú lấy phòng nghỉ chưa? À không, chú không không nghỉ, chú về luôn. Ờ, bây giờ chú về rồi. Cháu là chủ nhà hàng đấy gì? Nhà hàng ăn hàng à? Hàng Nga à? Ừ. Được rồi. Hiện giờ tôi đang đứng ở cổng công viên khu trung tâm của thị trấn Tam Đảo. Bây giờ mời quý khách vào dạo chơi quanh khu công viên nhé. Trên này là toàn quán hàng ăn và hàng cà phê. Cảnh rất đẹp các bạn. Rất là thơ mộng. Đang có giọt mưa đây nhỉ. Đẹp cái khuôn viên này càng ngày càng được hoàn thiện. 1-2 năm trước lên đây là những cái khuôn viên này là chưa có đâu anh nhá. Bây giờ bắt đầu là hoàn thiện thêm này. Cho nên là clip làm thì rất nhiều người làm rồi, thế nhưng mà mỗi một năm nó một khác, mỗi một vụ hè nó một khác. Đẹp quá nhờ, cái này mà tối mà bật điện lên là sáng long lanh đẹp lắm này. Này như là ngọn đuốc ấy nhỉ. Rất đẹp. Chúng ta vẫn giữ lại cái hàng cây này nhỉ. Bắt buộc phải giữ lại cái hàng cây này rồi. Không, có hàng cây này là nó đẹp chứ. Không nhìn cái công viên mà nó trơ trơ không, xấu lắm. Đi xuống cái này anh này. Xuống trung tâm công viên. Mời các bác bước vào cái khu trung tâm của công viên nhé. Rất đẹp. Xin chào nhá. Vâng, nhà tận đâu mà đi du lịch đây? À đi lễ à? Quay tí nhá. Có. À, kênh Mây Tam Đảo. Kênh Mây Tam Đảo à? Ừ, về nhà gõ kênh Mây Tam Đảo là ra đây. Xem mới đăng ký. Bao giờ đăng? Bao giờ đăng? Mai tối về mới đăng được. Mai mới có. Ừ. Rồi. Ở đây Tam Đảo ăn trứng. Trứng nướng. Nó rét rét này thì ăn cái gì cũng ngon. Rất đẹp. Đây là đài phun nước à? Không phải ngày tuần nên là không hoạt động đâu. Đông thế anh nhỉ?
Đây những quán đồ nướng ăn ở công viên đấy các bác nha, rất ngon, ấm áp. Tầm chiều bắt đầu muộn muộn thì mới đông rồi nhỉ? Muộn thì bây giờ bắt đầu khách thì nó đổ ra này. Khách bắt đầu mới xuống. Đây là dâu tây à? Ai à, đồ nướng. Ừ, anh quay tí em ạ. Ừ. Đây là mình bán đồ nướng này nhỉ? Những hôm nắng đẹp hết đây nhỉ. Nắng lớn thì mát này. Đẹp hết. Đẹp quá. Bây giờ mời khán giả đi dạo khu phố một chút nhá. Đang bước từ khu công viên lên đường các bạn. Đây là toàn cảnh công viên trung tâm các bác nhé. Anh gì bán hạt rẻ ơi. Đây các nhà hàng đã nổi lửa để phục vụ khán giả đây rồi. Hiện giờ đang đi bộ trong cái khu phố. Đây là cái đường Tam Đảo cũ ngày xưa nhé, chứ không phải đường mới mở bây giờ các bạn. Đang bận tí em ạ. Trang hoàng rất đẹp các bác nhá. Đây là quán cà phê này. Làm trông rất cổ kính, kiến trúc Pháp. Đây là khách sạn ngôi sao. Món đồ nướng rất ngon. Đây là quầy hàng bán hoa quả khô, bán đồ lưu niệm. Quay trải nghiệm tí thôi. Ngon quá nhỉ, toàn đồ hoa quả ngon cực kỳ luôn. Mình có mua quà gì mai về mua ủng hộ cháu nhé. Ừ. Quay tí đây ạ. Đây là khu nhà thờ đá các bạn ạ.
Thợ đá này thì nhiều video làm rồi, cho nên là thôi, các bác cũng cho phép để cho rút ngắn bớt cái thời lượng video đi. Nên chỉ quay qua thế thôi nhá. Chủ yếu là hôm nay đi để xem cái nhiệt độ của cái đợt rét khủng khiếp này nó như thế nào. Ngang hàng với Sapa với Cam Đảo là nhiệt độ tương đương nhau ấy. Dưới mặt bằng thì tương đương, nhưng còn trên Phan Xi Păng thì nó... trên đỉnh thì nó lại cao hơn. Nó nhiều, nó cao hơn, nó đóng băng hết rồi. Lượng khách đi rất đông đấy, nhưng mà người ta đang nằm trong phòng nghỉ hết rồi. Chiều bắt đầu là đến thời gian ăn thì người ta mới đi ra đường phố nhiều. Tầm ăn tối tầm 4-5 giờ á. Vâng. Khách sạn ra. Bây giờ đồ nướng là nhiều nhỉ, kiểu lạnh rời không em ạ. Đây là khu mặt trước của khách sạn cao cấp các bác nhé. Vào khách sạn này là nghe thông báo là cái đợt đầu là 1.800.000 một phòng rẻ nhất, bây giờ không biết là bao nhiêu. Giờ mời khán giả theo chân anh em chúng tôi là lên đền Bà Chúa Thượng Ngàn nhé. Đền này nằm so với độ cao mặt bằng của thị trấn là khoảng 150-200 mét. Nhiệt độ trên này lạnh hơn các bác ạ. Trên này nếu mà bây giờ đo thì được khoảng được 5 độ thôi. 4 độ, 5 độ là cao. Vâng. Càng về chiều nó càng hạ nhiệt đi chứ. Rất chi là tốt. Cửa hàng bán thuốc bắc. Đây đường lên cái cột anten này nè. Đây nên đâu người ta bảo đâu 800-900 bậc. Ui trên này tối lắm. Thế này bị ấy mất rồi, bị mù. Mù sương mù rồi. Sương nó lại ập xuống rồi. Cái cổng này rất là cổ kính. Tối quá, trưa này. Trưa này tối. Nước trưa khả năng nó không có cái mây này. Cổ này thì nó bị sáng ra được biết. Đây là đang tiến vào rừng trúc các bạn. Cổng lên trên đền Bà Chúa này là được trồng hai bên là hai vườn trúc. Sương mù bao phủ. Sương mù bao phủ kín người luôn. Ở trong máy quay nó sáng này nhá. Nhưng mà ngoài trời tối lắm. Càng lên cao càng hạ nhiệt đây.
thay đi à? Cái rừng này thì rừng này thì chỉ có chết thì nó chết cái nào nó chết, nó mọc mới cái nào nó mọc chứ. Cào nó các bạn, trèo lên trên này thì hết 200 bậc ấy. Rất là mệt. Các bác nhìn thấy dốc nó thun hút thế kìa mà. Dốc nó thun hút đấy. Trời ơi, chùa. Đường lên trên đền Bà Chúa dốc như thế các bạn. Hiện giờ là mây mù đang bao phủ hết rồi. Đền được xây lại rất là nguy nga. Đây là khu làm lễ đây chứ nhỉ? Không ơi. À, làm lễ bên chùa, trên. Chùa bên trên đây, đây là khu cái tầng 3 là thờ các cái gì? Là các đời vua nhà mình. Ừ. Tầng 4 là thờ Phật. Đây là khu ở em nhỉ? Dược sứ. Tầng 5 là đây là từ đèn à? Đây là đèn. Ừ. Chùa bên này. Đi anh em lên trên đi. Đây là đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn đây. Anh quay qua tí nhá. Đền Bà Chúa đây. Rất là nguy nga. Đấy, em chỉ quay qua như thế cho các bác xem thôi. Đền chùa thì mình cũng không nên quay bên trong nó kỹ quá. Các bác thông cảm nhé. Vừa rồi khán giả vừa vào viếng đền Địa Mẫu rồi. Bây giờ là đi vào nối vào đền Mẫu và đền Bà, đền Chúa nhé. Sương mù âm u. Không, trên này thờ điện khác anh ạ. Đây là đền Bà Chúa mình vừa vào xong này. Đây là đền Cúc Mẫu này. Càng làm tôn lên cái vẻ tĩnh tại của ngôi chùa, ngôi đền.
giả nhìn qua điện thờ Phúc Mẫu nhé. Em chỉ quay thoáng thoáng thôi các bác nha. Bây giờ tiến ra cái khu ban công xem nào. Đằng sau đây cũng là một ban thờ nữa nè. Giờ mời khán giả lên chùa Vàng Tam Đảo nhé. Mây mù phủ kín này các bạn. Đây là khu đền thờ Bồ Tát nhé. Được bố trí hai bên là các vị La Hán này. Đây là ban thờ. Rất là uy nghiêm các bác nhé. Lạnh quá các bác ạ. Trên này còn cầu thang lên. Chắc là trên này còn một đền hay một chùa gì đó. Trên này còn một cái đền nữa. Vâng. Còn đó các bạn. Độ chênh lệch nó hàng trăm mét. Cao lắm. Vâng. Càng lên cao nhiệt độ nó càng thấp các bạn. Trên này chỉ đạt được khoảng 4 độ thôi. Đây là bên trong ban thờ Phật Tổ Như Lai các bạn nhé. Đây là bác chùa Vàng. Vàng trực ở đây ạ. Vâng, chùa Vàng ạ. Rất đẹp quá nhá. Bác ngồi trên này này lạnh lắm. Vâng.
cháu quay luôn. Vâng. Các chú phát tâm công đức mà nghi vấn đó. Vâng 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 ạ, để cháu quay một tí đã. Cháu quay chính điện tí đã. Rồi thôi, mình quay thế thôi anh ạ, để các bác cứ xem để biết thôi, không còn thì không thể nào mà quay kỹ được ở đây. Mây mù phủ kín các bác nhá. Đấy, bây giờ vào công đức một tí rồi anh em mình xuống nhá. Đây. Anh em bây giờ vừa đi hết các ban thờ. Ban thờ bà Chúa, ban thờ đền mẫu, ban thờ chùa Vàng rồi các bác nhá, quay hết các bác xem rồi. Bây giờ trời nó cũng tối rồi. Nên em tạm kết thúc cái video ở đây. Video này thì hôm nay là quay này chỉ là nên quay lại cái nhiệt độ của cái đợt rét này các bác xem và đi trải nghiệm thôi. Chứ không phải là quay cảnh đẹp, nên các bác thông cảm hộ. Nếu quay cảnh đẹp thì phải hôm nào là nắng cơ. Đây là chỉ cập nhật cái thời tiết và cái nhiệt độ. Rất rét các bạn. Nên đến chùa Vàng là nhiệt độ chỉ còn đến 3-4 độ thôi. Càng về chiều càng rét, mà đi xuống giờ chân còn đang run. Thôi em xin dừng video ở đây. Mong các bác xem, đăng ký, like và comment, ủng hộ kênh để kênh càng ngày càng phát triển, phục vụ các bác tốt hơn các bác nhé. Xin tiện đây cũng cảm ơn các bác đã đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa. Xin chào nhé.